Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đoàn Duy Thành Vlog, cuộc sống ở Đài Loan của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì mình đi công trường các bạn ạ. Hôm nay mình đi làm có mình thôi. Ở trên núi thì mình làm ở trên núi thì mình sẽ quay video về đồi núi cho các bạn xem. Còn bây giờ mình xuống dưới thành phố mình làm ấy, thì mình lại quay video ở công trường cho các bạn xem. Ở chỗ mình thì cũng 7-8 người ấy, nhưng mà kiểu như là cứ chia tốp ra đi làm ấy. Mà mình làm ở công xưởng gỗ, nhưng mà thực ra thì ở đây thì nói chung là nó là công xưởng gỗ, nhưng mà vừa làm ở công xưởng vừa phải đi công trình các bạn ạ. Hôm nay thì đi công trình chia 2-3 tốp rồi các bạn ạ. Mình thì sáng nay chủ đến đón mình đi làm ấy, thì công trình ở đây thì cũng gần xong rồi, cho nên là có hôm nay có một mình đến thôi, mình đến dọn dẹp các thứ thôi. Đây này giống như kiểu khách sạn hay là chung cư các bạn ạ. Cái này 4-5 tầng kìa. Sáng nay thì mình vừa dọn dẹp xong 3 căn cơ các bạn. Sáng nay mình mới dọn được 1 căn thôi, còn 2 căn ở bên này nữa. Đây mình quay cho các bạn xem này, cái view này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây các bạn này. Đấy, view này nó nhìn ra biển các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Công trình vẫn đang còn dàn giáo các thứ, đang còn người ta còn chưa dỡ này. Đấy, ở ngoài kia là biển các bạn này. Mình đang đứng ở trên tầng 4 nhá, rất là mát luôn. Ngoài kia là biển này. Đây, sáng nay mình vừa dọn xong cái căn này. Còn căn bên này với căn kia nữa các bạn ạ. Đây là 3 tòa nhà liền kề luôn. Đó. Trời hôm nay cũng rất là đẹp. Nắng quá, đi làm mỗi mình, mỗi tội là hơi buồn thôi. Mình thử leo lên sân thượng rồi nhá. Trên này là tầng 5 các bạn ạ. Cái tòa này là 5 tầng. Rất là nắng. Ở đây gió rất là to nên là nếu mà video hơi ồn thì các bạn thông cảm nhá. Ở đằng xa kia là có chùa các bạn kìa. Bên Đài Loan thì rất là nhiều chùa luôn. Đây mình quay một vòng xung quanh cái view này cho các bạn xem. View biển này rất là đẹp luôn. Như ở đây mình nghĩ chắc là chung cư hay là khách sạn gì đấy. Đây, đứng đây là nhìn ra biển các bạn này. Ở ngoài kia là có cối xay gió kìa. Ở bên Đài Loan thì người ta dùng năng lượng mặt trời với lại cối xay gió rất là nhiều nhá. View khá là đẹp luôn các bạn ạ. Hay là bây giờ mình mang cơm lên đây ngồi đây ăn nhỉ. Nhưng mà mình sợ lát nữa là trời nó sẽ nắng đấy. Tại vì kiểu đám mây mà. Thôi mình sẽ đi xuống đây. Nói kiểu như ồn hết các bạn. Nãy ông chủ vừa đi mua cơm mang lên cho mình. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cơm nhé. Đây, đây là cơm hồi nãy ông chủ mới mua cho mình nha các bạn này. Bên này bọn mình đi công trình buổi trưa thì toàn là ăn cơm hộp thôi. Còn tối mình sẽ về nhà tự túc nấu ăn nha. Không biết là tí nữa để điện thoại chỗ nào bây giờ. Ở đây nó trống quá. Đây là cơm hộp của Đài Loan các bạn này. Bạn nào ở bên Đài Loan thì chắc chắn là sẽ rất là quen thuộc với lại cái cơm hộp như thế này. Mình ngày trước làm ở công ty cũ thì mình cũng hơn 1 năm trời ăn cơm hộp các bạn ạ. Đấy. Còn cái này cái gì đây? À, cái này đùi gà. Rồi ok rồi. Để mình sẽ đặt máy ở đâu nhá. Cái phòng trống quá, không có chỗ nào đặt máy cả. Ở đây mình sẽ lấy cái này tựa rồi. Đây. Ok. Mãi mới kiếm được chỗ để đặt máy quay các bạn ạ. Tại vì khách sạn này nó trống quá. Đây các bạn này, đây là bữa trưa của mình hôm nay này. Cơm hộp ở Đài Loan chỉ có thế này thôi. Cái này là cơm này, cơm có trứng này, với thịt băm này, cà tím, với lại rau cải xào, với miến xào này. Đó. Còn đây là cái đùi gà. Ông chủ mua cho một cái đùi gà rất là to nha các bạn. Trời đất ơi, đang còn nóng nguyên chứ.
Đây các bạn này, đùi gà này. Đấy. Cái hộp cơm này cũng tầm 30-40 khoai các bạn. Tầm 30.000 tiền Việt các bạn. Nói chung bạn nào sang Đài Loan mà khẩu vị mà không hợp là ăn cơm hộp mà người ta nấu theo kiểu Đài là mình cũng hơi khó ăn. Mình mới đầu cũng không quen đâu nhưng mà ăn mãi cũng phải quen. Mời tất cả các bạn ăn cơm với mình nhé. Làm nói ngon. Đi làm mình thì cứ cả buổi sáng cứ lủi thủi làm mình thôi, nào đến giờ là nghỉ. Chiều cũng vậy các bạn. Nói chung là cũng có hôm mà bọn mình đi công trình cả xưởng luôn đấy. Thì đi làm như thế thì nó sẽ đông vui hơn. Tháng đến là chủ nó cứ giao việc cho mình xong rồi chủ người ta đi đâu ấy mình tự làm. Thi thoảng thì chủ nó đến nó kiểm tra các bạn. Cơm này một canh các bạn. Đùi gà mình sẽ ăn nốt nha. Mời các bạn ăn đùi gà với mình nha. Vẫn còn hơi nóng, giỏi. Ngon. Đang đói nên là ăn ngon quá. Bình thường là buổi trưa bọn mình chỉ có một suất cơm hộp thôi, nhưng mà cái này là chủ có mua thêm cho mình. Ta còn nóng mà vàng mà thơm luôn các bạn. Ăn hết cái đùi gà no luôn, căng bụng luôn các bạn. Mình ăn xong rồi mình sẽ nằm nghỉ một lát. Xong rồi chiều lại tiếp tục công việc. Ok, mình ăn xong rồi các bạn. Phòng này nó chưa có điện là nên là người ta mới lắp đi đường dây này, bóng bếp là chưa có gì. Thì video ngày hôm nay là mình quay cái video một ngày làm việc ở công trường xa của mình cho tất cả các bạn xem. Nói chung là mình đi đến đâu là mình đều quay lại video để đăng lên trên YouTube để chia sẻ cho tất cả mọi người được biết về cái công việc và cuộc sống hàng ngày của mình ở bên Đài Loan nó diễn ra như thế nào. Vì mình suy nghĩ là có những thứ nếu như chúng ta không quay video và lưu lại thì nó sẽ trôi qua và nó sẽ biến mất một cách mãi mãi luôn, chúng ta không thể nào lấy lại được. Cho nên là cũng nhờ là có mạng xã hội với lại internet thì mình có thể lưu lại những cái khoảnh khắc của mình trong cuộc sống này để sau này khi mà mình về già chẳng hạn, mình có thời gian mình ngồi lại mình xem cái tuổi trẻ của mình, cái thời đấy là mình đã bươn trải nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi nghỉ một lát nha, chiều dậy còn tiếp tục công việc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những video mới nhất của mình nhé.
Còn bây giờ thì chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.